bữa nay là chương trình đến chùa hả? Đi đâu đi chùa nữa, đi đâu nữa? Đi đâu nữa? Đi chùa và đi chợ nổi và đi đi chỗ coi voi và đi cổng xe lửa, đi cởi voi. Đi cởi voi. Ok, quyết định như đây, nó được. Bây giờ đi đổi tiền à? Không, ý là 35 đồng US là một là 1 đồng US bằng 35 đồng bát á. Có tiền Việt Nam đổi cũng được nữa nè. Có đổi tiền Việt Nam đó nè. Không đại. Trước khi đi phải đổi tiền mới có tiền để mua đồ ăn. Rồi, có rồi. Trong khu này là khu làm đá, mài đá. Yeah. Ok. Okay.
đồ ăn nè. Cái hơi đúng đúng chút nè. Muốn lên đây không? Lên đây đi lòng vòng. Quay đi vô đây ha. Muốn vô đây không? Nhuộc. Tám chục đồng. Thì muốn mua mấy trái mua lại đi, muốn trái uống lại đi. Còn mua hai trái thôi. Mua hai trái thôi. Bán tất cả những sản phẩm. Này là gì? Kẹo hả? Đường nè, uống thử không? Đường dừa. Chè, con nó làm đường kìa.
Đó đường thốt nốt hả? Tôi dừng chân ghé lại gian hàng để mua đồ ăn. Bên kia là vườn dừa. À, thấy mấy cái mương không? Chắc đưa tưới nước ha. Alright, món đầu tiên là món gỏi đu đủ đồ biển. Gỏi đu đủ đồ biển. Ăn thử coi. You try it. Thí nghiệm đi. Cái này là sinh tố mặn, sinh tố xoài. Ngon sao? Ngon. Good. Ngon rồi đó. Còn ăn thử coi. Nó sớm rồi. Mặn quá à? Mặn quá à? Mặn quá à? Chua rồi. Cái gỏi đu đủ mà nó đập ra nó làm lại cái cối á, nó ngon quá. Vì nó làm trong cối mà nó bỏ trong cối vậy, giả kìa. Ăn với cơm làm sao à? Tôi thường ăn với vậy. Ăn không? Ăn mặn quá. Nó mặn mặn, cái kiểu nó vậy thôi. Cái mắm nó mặn quá. Cũng vậy đó, ăn cũng nó bảo là nó có ăn mặn, nó mặn, nó mặn, nó mặn, nó mặn. Ăn hộp đâu? Không. Nó đưa hay con đưa ra? Còn đây là cơm chiên với lại khóm pineapple fried rice. Rồi vô thử đi. Ăn thử đi, mua đi. Cái này wow. Nhiên rồi, ăn qua là quá ngon. Cái này có nghệ giống à? À, sẽ đi thăm mấy con voi. Next destination elephant farm. Giờ đi vô coi mấy con voi. Không có đứng chụp hình được, yeah. Bây giờ đứng đây chụp hình với con voi là tới rồi. Bây giờ mình đi lại chỗ tàu xe lửa. Trần Chư Liễn. Trời đêm nó nằm ở đâu ta? Không phải đây. Ok.
Oh, lương, lương. Nghe liếng liếng. Liếng, liếng. Ok. Đây là trạm xe lửa. Xe lửa tới là ta phải dọn hàng. Mà người mẫu người đẹp gì đi. Trời xe lửa tới. Đường dây xe lửa đi bộ vô chật chội vậy đó. Nhưng mà cũng có trò chơi vậy đó. Hàng nào bài ra cái này vậy? Hàng nào bài ra cái trò này kiếm tiền vậy? Mục đích là đứng đây để xe lửa tới là chưa thôi. Xe lửa chuẩn bị tới bà con dọn đồ giao hàng. Vậy thôi mà cũng có người đứng coi hay thiệt ha. Tới đó. Mình không tính ra chứ. Con dọn hàng vô. Đó. Anh quay cái này là anh ta đang dọn hàng đấy. Bu ra ngoài. Pin ở trên chụp hình. Mày đai, you want to die. Mày đai, you want to die, never mind. Rồi, vậy thôi đó. Giãn tuồng. ผู้โดยสารจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำรถรับจ้างสู่ช่องด้วยค่ะขบวนรถที่ต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีค่ะขบวนรถที่ต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีค่ะถ้าดำคืนยังอยู่เลยมึงแย่ฮะมึงแย่แกมึงแย่
还得要看腰啊。Vô chùa là phải mặc áo này lên mới được đi vô chùa cái. Đó. Ai vô đây là mặc đồ không có được mặc đồ như vậy cái. Ok, mới đi vô đây được. Đó, chùa thấy không? Hôm nay tôi đi chùa. Chùa hôm nay có gái. Chùa thân thân. Cứ đi theo mấy cô này là tới chùa thôi. Chùa đây. Wow. Cậu bé leo leo núi lên. Thêm một cậu bé ở đây nè. Người ta cầm dù để treo lên. Thank you.
sông đang ngắm cảnh không biết làm gì em. Đó, mọi thảo đang ngắm cảnh đó. Miền sông nước dài. Bán nhà đầu kỷ niệm hả? Đây là những chỗ mà người ta tới mướn đồ. Ai đi chùa muốn mướn đồ thì ra đây mướn đồ. Đó, những bộ đồ như thế này. Sao mà đi chùa? Ta một ngày đi chơi mệt mỏi mà còn quýu. hết sức. Okay, see you tomorrow. Tomorrow is gonna be a more fun day. I hope you enjoy the video today, and we'll see you tomorrow.